Chết. Chết. Khịa tao. Ê, trời 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 trời. Chết nọ, chết nọ, chết nọ, chết nọ. Tao. Tao. Má gặp sâu ca bồi thì. Với channel của mình. Mình là Sầu Ca nha anh em. Vâng, hôm nay thì hôm nay ngày đẹp trời. Đây, quá trời trong xanh luôn. Đẹp trời, rất là đẹp trời. Trong và nắng. Thì anh em mình có tổ chức đi săn. Săn nhẹ thôi anh em. Bây giờ là cũng 2 giờ rưỡi rồi. Thì hiện tại là anh em mình đi tới cái khu vực này là ở lấn biển, ở Gạch Giá rồi anh em. Nhà cao cao kìa anh em thấy không? Xa xa đó đó. Đó. Thì hôm nay Sầu Ca sẵn test dây mới luôn, nhìn mình thấy cái khẩu dây 16-10 150 dây 1 chấm nha anh em. Sầu Ca cuột vô trong cái cây Leon King luôn, hôm nay bỏ nó không có đi săn anh em, bỏ trong tủ nè, hôm nay lấy đi săn luôn. Thì hôm nay Sầu Ca sẽ test đó, sẽ kiếm mỗi trường hợp để bắn coi lực như thế nào. Test bia thì ok rồi, bây giờ chỉ còn là đi test chim thôi. Rồi anh em theo dõi nha nè. Go go go. Anh em phát hiện con cò anh em ơi. Ê còn nghe, còn nghe, còn nghe. Còn. Ê quả. Quả đã chơi nó không? Kìa lội xuống. Để em, để em. Để em. Chết đi tao. Đậu cái bằng anh em. Để xuống ca lội xuống này nè. Cò bự to lắm. Ừ, thì đi xuống này nè. Chơi luôn anh em ơi. Test dây luôn em ơi. Hôm qua Sầu Ca cũng có đi thử bắn rồi mà không có quay nè. Có quay mà từ từ. Có bắn được mấy obi mấy con luôn. Nè đi đây không biết có gai góc gì không. Cái khổ dây này rất là kinh khủng. Chết lội lụm chứ làm gì. Quá mệt, quá mệt. Thấy anh em ơi. Rớt bọn em tôi hú nè anh em. Một em. Á, dây vẫn lực quá anh em ơi. Á, cái con. Kinh kinh. Nó chết này nè. Cổ tôi hú bông nữa đi Sầu Ca đợi nữa. Ngay đầu rồi, dãy kìa. Mình thấy dãy không? Đợi chút anh em ơi, đây còn cổ tôi hú đen. Tiễn nó về nơi ăn nghỉ rồi lụm nó luôn. Không ra đâu. Không ăn nổi đâu. À đúng mà ngồi bắn không xi nhê thiệt.
Ê, ông Bần không? Ông Bần, ông Bần. Ê, ông Bần ở dưới cây keo nha. Cây keo bự này nè. Cẩn thận nha. Rồi, 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 ấy vậy đem coi cho. Có cần đẩy, đẩy gió đi luôn không? Ờ ok. Giữ gì ba? Đi bắn sầu ca cái, sầu ca bắn gớt thú cái giữ gì ba? Bự không? Con đầu tiên nghe nè. Trời ơi bắn bể mỏ. Ừ, bắn sớt đầu luôn, nãy mới bòi bể á. Cái đầu là bắn nổ mắt. Đây nè. Ừ, đầu nó xiên lên á. Má không giữ kìa vậy. Ừ, đây nè. Cổ luôn. Rồi. Cổ bên kia. Này chưa nổi. Quá đã. Đi tiếp tiếp. Nó còn mê con mồi. Tiếp cận tiếp cận. Dính con cá vô họng rồi. Nó thấy anh hay gì đến mình ơi. Cò anh em ơi. Sầu ca đứng đây. Cò quá xa đối với sầu ca. Giờ trông đợi cho anh Minh thôi. Trời sù lông luôn nữa. Cơ hội cơ hội. Bay luôn. Má bò đồ lăn lê đồ. Thứ nào chịu nổi. À, nó đứng sù lông luôn trời. Bêm mẹ luôn. Xa quá gió nữa. Em bắn đồ đấy. Với lại bắn tới má nè, nó cũng khó khăn cho anh em mình. Anh Minh bò đồ xả nó vào. Tiếp tục anh em ơi. Tính bò lại sát lên luôn. Tiếp tục, dữ dằn rồi. Một em. Có nghe mày anh em. Chào chảo. Đây là màn hạ cu của anh Minh nha anh em. Đấy, nghe nè, nghe kêu không? Đó. Đang sung luôn. Không thấy anh cụ đâu luôn. Mình thấy rồi. Nó ngó rồi. Rồi bay luôn anh em ơi. Bay rồi. Nay đi đường trong đây chắc không biết được không. Chưa đi đường nào luôn. Tính đi đường đó mà cầu nó dở rồi. Tiếp tục thôi. Ủa nghe chuột chết nữa kìa. Một em. Ngầm dưới nước. Còn còn nữa. Ê, là trước kìa, là trước kìa. Rồi rồi, bình bình nha. Anh thử nó để nằm cho cái chiếc thứ đấy đó. Cái đèn con này nè. Ủa đâu rồi? À, lông đây nè. Thấy chưa? Ba đây nè ba ơi. Nào. Trời ơi má ơi. Thứ này chịu nổi. Xử luôn. Thử đi. Chút á. Dạ anh em ơi. Rồi luôn, ngay đầu luôn. Má, tôi thấy cái não văng lên luôn. Dạ. Nè anh Minh. Đồ má cho mình cắn. Tôi thấy cái não bay luôn. Chạy đây sao khều vô. Sao không khều. Đồ móc nó được. Trời ba ơi. Tao vô tao hứng nè. Được rồi. Ôi bắn cái não bay ra luôn trời. Lắm. Rồi nữa rồi. Còn đó. Ơ lặn kìa. Kìa. Cô hả? Cô. Cô mà lặn. Ở đây nè. Nó lặn. Nó lặn. Nó chúng cái đầu nó sẵn. Đây nè. Nè nó còn đó kìa. Nè lại đây, em đánh tay anh nè, anh Minh yêu. Nè đây nè, móc lên nè. Tới quá ha. Rồi xuống nè, đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Bước xuống, bước xuống. Dạ tụi em làm YouTube.
xe máy, học học của Mỹ dữ luôn. Hết lóc. Đó. Cái nữa. Mở con cu. Cái đầu. Thôi thôi. Tiếp tục. Con cu. Chết nó. Má gặp sâu ca bồi thì ê, nó chết rồi ba ơi, bắn dữ vậy. Tao là mắt ngáo. Rồi. Vô. Tao là mắt ngáo. À, dễ ăn không? Ở đây tôi hú gần không ba ơi, ba kêu thấp thấp sâu ăn. Ở đây người ta dị không đó. Ở đâu ở đây vậy? Ừ. Tao thấy vô chảo thôi vậy. Ừ, thấy vô chảo. Đưa tay nè, đưa tay ơi. Đây. Hú đậu. Nắm chắc nha. Rồi, ok. Đây. Còn hú đậu chưa được 3 mét nữa anh em. Chết mẹ không tới rồi. Em không. Em xuống. Em chịu, anh chịu đi luôn đi. Không chết tao. Chắc không? Rồi chắc. Mẹ tin tưởng không nổi rồi. Nè, ra. Chút nữa. Rồi, ok. Cm nữa. Trời ơi nó mập kìa. Ê, dính đầu. Rồi, đừng con nữa. Má một sự kết hợp hoàn hảo. Chầu ca bồi cho hai phát. Đây anh em, kiếm lửa. Sát bên luôn em, trời đậu cây trứng cá đâu đây nè. Em đây nè. Kiểu bóng cầm ga như đạn rồi. Quá đẹp. Trời rồi, ơi. Tiếp tục anh em ơi. Được con ơi. Đập mền luôn. Phân đót. Ở đây tôi hú nó gần gì đó. À, hôm nãy tiếp tục bên em lại hạ rồi, sâu ca bồi hai cái bằng dây này thì khỏi sống rồi, học máu luôn. À, chúng đánh cây trời. Đúng. Diễn. Ở đây chim ơi. Ở đây chim dạng không? Rất em nghe em. Sầu ca giật chết chứ không phải sầu ca bắn. Dạ kia lửa cắn anh em ơi. Hai hướng mà được con còn à. Nó đây nè. Đi từ từ đi, từ từ nó lại nó qua đó à. Cái tụi em ơi. Ở đây tôi hú nhiều quá. Rồi bay luôn anh em ơi. Hai con cu. Nãy bắn nãy giờ mà dây chưa bị gì luôn nè anh em. Đó anh em thấy không? Đây, gần cho anh em coi. Dây chưa xi nhê luôn. Bắn nãy giờ hết chùm đạn. Dây 1mm này bắn rất là im. Cái khổ này là khổ 16 10 150 nha anh em. Bắn bi 8. Đấy, bắn da này. Dây rất là dày. Đó anh em thấy không? Dây cộm luôn. Bắn thì vô con tôm hú thì khỏi nói rồi, nó nổ khủng khiếp. Thôi tiếp tục anh em ơi. Nãy giờ mới lội vòng vòng đây nè. Quá trời cực. Mình mấy nãy. Rồi, đi sầu ca tiếp với mình vô đó kiếm một mớ nữa, không có nữa, vòng ra này vòng về luôn. Hồi giờ tiếp tục ghé từ rừng xanh nè. Tiếp anh em ơi. Có đường vô. Hi. Đâu ai anh Minh? Ám nội Minh hay dữ chạy. Sùng vô. Hi. Hả? Em bắn hụt bay đây, Minh đẩy gụm liền trời. Nhúng mỏi xuống đi. Cho hết máu luôn đi. Còn sống. Coi không. Nó nằm xiên ngang. Nó bay. Đây. Nó không dữ vậy. Nè, xiên ở đây nè. Ai. Đây nè. Đây chỗ lên.
quá đi chịu nổi. Tụi con nữa anh em ơi, má không tin nó trúng luôn vậy. Ông đứng có múc ngoài luôn, đứng ngoài cửa đó, bắn vô trong đọt này nè, thấy cái bụp không tin là nó trúng luôn. À, mới nãy nó bài qua vậy mà em để mặt cu đi. Rồi ra đi. Ở đây nè. Cú vô mấy nè. Dây cục tiện anh em. Cái lộn dây Tiger. Quá im. Rồi, về anh em ơi. Thì về đây cũng được gần 6 giờ rồi, 5 giờ 4 mấy rồi. Rồi, để Suka mở cho anh em coi. Bữa nay thành quả của hai anh em mình. Đây. Hai anh em mới vô ruộng bìm bịp bắn bạc nãy giờ trong đó thì đứt dây luôn. Bữa nay là săn ngày trời nó mới đứt nha anh em. Vậy cũng khá tốt. Đây, thành quả của anh em. Một tô hú, hai, ba tô hú, con phướng, con cu với con rau chảo. Bữa nay bán mình không bán chim nhỏ nữa, với anh mình cũng bán nữa. Đây. Thì anh em có mua thùng thì cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình nha anh em. Đó, anh em thấy không? Thùng rất là bền, bắn rất là ok. Trời hơi tối nghe nè. Đây cũng 6 giờ rồi. Rồi tạm biệt anh em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ, like và share nha. Tạm biệt anh em.